Xin chào quý khách hàng Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người ba mẫu sub đang có mặt tại âm thanh số trí tâm của bên em Đầu tiên, cái em nhỏ nhất ở góc bên tay phải sẽ là X-Sub 115 SA FPT Sub Active con này thì mình chơi trong gia đình thì bá cháy ra ha mọi người Còn chơi ra ngoài sân khấu thì sao? Ra ngoài sân khấu có nghĩa là mang ra trước hiên nhà Hoặc là mang ra phía trước chơi Hoặc chơi acoustic Nói chung là chơi sân lớn Chơi sân bự đó Thì mình sẽ chơi cái em giữa nha mọi người FPT x -Sup. 118SA, đây là sub 50. Con này thì khá bự nha mọi người, nặng 47 kg, thùng gỗ, sub active, công suất là 1200W, độ lớn là 136dB, lặp lại nha, độ lớn 136dB. Thì với cái độ lớn như vậy thì nếu mà mình chơi sân khấu acoustic thì cho một cặp thì em thấy là bá cháy rồi, không cần phải ghê gớm gì nhiều. Thì trước mặt mọi người là hai model sub active nhìn giống mẹ với con đúng không mọi người? anh với chị cũng được ha con bự con nhỏ nếu cao cấp hơn dòng mà ít này thì nó sẽ có là supply nhưng mà supply hiện tại là nhà phân phối chưa có về hàng chờ khoảng tháng 5 tháng 6 thì nó sẽ về giá tiền của nó thì cũng sẽ mắc hơn chút xíu ha mọi người ha đó là súp acti acti có nghĩa là gì có nghĩa là nó có công suất sẵn ở bên trong còn nếu mà mình không thích công suất sẵn mà mình có men sẵn bên ngoài thì mình chơi con nào chơi con này cho em nha mọi người chơi con này cho em sẽ không bao giờ là hối hận đâu ha CAF X118. Con này thì bass 50, công suất RMS sẽ là 800W, độ lớn là 133dB. Thì nếu mà mình đánh cái 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 con sub này nè, mình phải cần có con men phải từ 1.500 1 1600 trở lên. Chứ nhỏ hơn nữa thì đánh không phê, nó không đã hay mọi người. Thực tế tại âm thanh số trí tâm của bên em em sử dụng cái con Marani này nè. Ok anh 3000 quá em quýnh trời ơi nó đã gì đâu đã chị không nổi luôn ha mọi người ha thì hai con này nó đang làm mưa làm gió ở thời điểm gần đây mọi người biết vì sao không bởi vì cái giá tiền của nó nó đang bị sập hố có nghĩa là cái con 40 như vậy nè mọi người trước đây thì trước đây cách đây khoảng hơn tháng mọi người bên em đang bán nhà phân phối giao xuống thì nó sẽ có giá hơn 20 triệu nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó rẻ lắm nó rẻ bất ngờ luôn mọi người còn cái model Sub 50 này thì nó không có bất ngờ đến như vậy nhưng mà nó vẫn rẻ ha. Bây giờ thì em sẽ quay cái mặt phía sau trước khi qua phía sau giới thiệu sơ sơ nha mọi người. Mặt trên thì nó sẽ là thùng gỗ. Cái dòng 40 này thì giới thiệu quen rồi đúng không? nay mình sẽ qua con 50 nha mọi người. Thì vẫn là thùng gỗ sơn sần nhám ha. Thì bên trên nó sẽ có cái chén loại là chén ren. Thì bên em đang có cái chân của sao kinh vặn vô đây là vừa y khích khịch nó sẽ không bị rung động không bị lung lắc không có lo bị nghiêng ngã nữa nó mà nghiêng là chỉ có nước là bay cái tấm này luôn ha mọi người ha bên trên thì nó sẽ có bốn cái lỗ bốn cái chân chờ mục đích chính là mình sẽ để thêm một cái con súp ngồi lên nữa thì mình sẽ được hai con ha mọi người ha bên mặt trước sẽ là lưới lưới thép nha mọi người bên hông sẽ có hai tay hai tay khiên của FPT logo của FPT Phía sau thì nó sẽ được bố trí là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 con ốc sẵn. Mục đích là mình có thể lắp cái bánh xe đây để mình nghiêng nó xuống mình đẩy nó đi thao tác cho nó dễ nha mọi người. Khiên vác đi thao tác bên ngoài thì nó cũng tiện. À, mặt sau thì nó sẽ có một bộ DSP. Tất cả thông tin đều thể hiện ở phía sau nha mọi người. Lưu ý giùm em á, là cái dòng mà để em lấy nét cái đã. Cái dòng x này nó sẽ được sản xuất tại China nha mọi người. Đây, nó ghi rất là rõ đây. Made in China được thiết kế ở bởi Ý FPT Electronica SBA sản xuất tại Trung Quốc thì cái dòng này thì mình có thể thay đổi cái nguồn điện ví dụ như ở những cái quốc gia khác Việt Nam dùng điện 110 thì mình sẽ tháo tháo cái hai cái ốc này ra gạt cái công tắc màu đỏ nè gạt qua thì mình sẽ sử dụng điện 110 còn Việt Nam mình thì mình đã được chọn sẵn hay 230V 220V xài ok ha mọi người ha thì cái mạch công suất này nó sẽ được thiết kế là công suất là 1200W. Độ lớn cho XUV118SA sẽ là 136dB. 136 là rất là lớn nha mọi người, nó lớn lắm nha. Thì bên đây nó sẽ có các cái đường tín hiệu đầu vào, ví dụ như là left right. Cái con này nó có cái con crossover rất là hay nè mọi người. Thì nếu mà mình ứng dụng sử dụng karaoke trong nhà của mình á, thì từ mixer hoặc phân số mình sẽ đưa xuống đây, kênh trái kênh phải mình đưa xuống đây. Rồi ở đây nó sẽ cắt hai bass filter out này thấy chưa? Nó sẽ cắt sẵn, cắt sẵn ra, cắt sẵn đây ra mình ra hai cái lo full, tức là mình dựng hai cái cây cột bên trên á xong rồi mình đây là lo trái ra cái lo full bên trái, đây ra cái lo full bên phải, hình như không? Mặc định cái con này nó đã cắt súp rồi, đúng không? Cắt bao nhiêu thì mình sẽ chọn bốn cái preset ở đây. Em sẽ zoom cận cảnh, zoom gần để nói chuyện cho nó dễ hiểu nha mọi người ha. Đây nó sẽ có bốn cái preset tương ứng với bốn cái bóng đèn. Số 1 là original 80 Hz tức là nó sẽ cắt 80 Hz theo đúng như cái tín hiệu gốc của mình. Rồi số 2 sẽ là nó cắt 120 Hz. À, số 3 thì nó sẽ là cắt 80 Hz nhưng mà nó sẽ đánh căng lên chút. Số 4 thì nó sẽ là đặt à, cắt 120 Hz thì nó cũng đánh căng hơn chút xíu. Thì bốn cái bốn cái bóng đèn nè, nhấn 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 sẽ thay đổi tuần tự từ trên xuống dưới ha. Ở đây nó sẽ có một cái nút pha 0 độ và 80 độ. Chủ yếu chỉ là lật cái pha tín hiệu thôi nha mọi người ha thì cái pha này á, nó liên quan giữa cái việc pha full với pha sub là đảo pha để cho cái lo full với lo sub nó đồng pha với nhau thì thường á, thì tụi em chỉnh trên mixer hoặc là vang số á, thì tụi em sẽ dùng phần mềm smart v7 tụi em để đo pha rồi cân cái delay trên vang hoặc mixer luôn đây nó sẽ có cái volume lớn nhỏ lớn nhỏ cho cả cả hai cái đường tín hiệu này vào hay mọi người ha ở gia đình của mình á, nếu mà mình dùng một sub thì mình đưa tín hiệu một cái vào đây là được còn nếu mà mình lợi dụng cái con này làm cái con crossover luôn á, thì mình sẽ đưa hai tín hiệu vào đây như em vừa mới chia sẻ từ nãy giờ đúng không con này thì bên em đang bán ra với cái giá là hơn 20 triệu nha mọi người hơn 20 triệu lưu ý á, những cái con lớn lớn như vậy nè mọi người những cái con súp với cái với cái kích cỡ bự cho bá lửa như vậy nè nó có một cái điểm yếu là gì mọi người biết không vận chuyển cực lắm nếu vận chuyển bưu điện thì mình sợ quăng bể vận chuyển nhà xe đó thì rất là mắc như trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà ship lên Biên Hòa một con như vậy gần 800 ngàn mọi người Mọi người có tin nổi không? Có nghĩa là bắt một cái chuyến xe Một chiếc xe riêng để đi Còn xe gắn máy thì người ta không dám chạy đâu Người ta sợ bị công an hốt Thành ra mình phải mình phải cân nhắc trước khi mình sắm mấy cái em bự bự như vậy nha mọi người Tại vì một lần sắm một lần cực Sắm lần luôn hai cái đi Để mình đi một chuyến xe để Đỡ được cái tiền ship khá là nhiều đúng không mọi người Còn cái con 40 này thì rất là tiện là xe máy á, mình có thể có cái ba ga mình chắc cái con 40 này lên mình chở đi khắp mọi nơi chở đâu cũng được rất là dễ rất là tiện mà nó cũng nhẹ còn cái ông này thì nó rất là cồng kềnh khi bỏ vào thùng lên thì nó rất là cồng kềnh chở ngoài đường chạy ngoài đường á công an gặp một cái là hốt là lấy tiền ha mọi người ha mình bị lấy á, chứ không phải là ai lấy đâu thì à, ngoài ra bên em còn à, rất là nhiều sản phẩm mixer số XR16, XR12, à, XR18 Rồi à, vang số tờ lưa học mưa hôm nay thì đang test cái con gian uh, với lại cái trap 63bn thì uh, chưa kịp đăng video mọi người chờ đón trong những video clip sau ha rồi cảm ơn mọi người xem qua video clip này